Người tài giỏi khôn ngoan sớm đã từ bỏ ba thứ: sĩ diện, tức giận và sự chây ỷ. Các bạn thân mến, có một câu hỏi trong một cuốn sách rằng: bạn biết cách nào để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn không? Và đáp án chính là học cách buông bỏ ba thứ: sĩ diện, tức giận và sự chây ỷ. Vậy rốt cuộc người ưu tú đã buông bỏ chúng như thế nào? Thứ nhất, buông bỏ sĩ diện. Sĩ diện là thứ vô dụng nhưng cũng là thứ khó buông bỏ nhất. Bạn càng để tâm đến sĩ diện của mình thì con đường bạn đi sẽ càng khó đi hơn. So với sinh tồn, sĩ diện không đáng một xu. Người chết vì sĩ diện mới là kẻ dễ đánh mất đi phẩm giá của bản thân. Thế giới của người lớn ngập tràn những khó khăn và trắc trở. Người thà cắn răng chịu đựng chứ không chịu đầu hàng. Người thì đã sớm quên đi sĩ diện để bắt tay làm lại từ đầu vì một tương lai ấm no hạnh phúc. Đứng trước sinh tồn, sĩ diện là thứ rẻ dùng nhất. Lý Gia Thành từng nói, khi bạn bỏ cái sĩ diện của mình xuống để đi kiếm tiền, là khi đó bạn đã trở thành một người hiểu chuyện. Khi bạn dùng tiền để kiếm lại thể diện, nghĩa là bạn đã thành công. Khi bạn dùng thể diện để đi kiếm tiền, khi đó bạn đã là một nhân vật tầm cỡ. Còn nếu bạn vẫn đang dậm chân tại chỗ, ăn chơi hưởng lạc, bốc phét chém gió, cái gì cũng tỏ ra là ta biết, trong khi chẳng biết cái gì, chỉ chằm chằm giữ sĩ diện, vậy thì cả đời này bạn cũng sẽ chỉ đến thế mà thôi. Quả đúng là như vậy, sĩ diện là thường thái, có câu trời lớn đất lớn, sĩ diện lớn nhất. Theo nghiên cứu của tâm lý học, thực ra bản chất của sĩ diện chính là cảm xúc xấu hổ, sợ thất bại. Càng là người ở dưới thấp, càng để ý tới sĩ diện, càng luôn muốn bảo vệ tôn nghiêm và con tim mỏng manh của bản thân. Trong khi những người tài giỏi, họ nhìn xa, biết cách buông bỏ sĩ diện đúng lúc, họ chú trọng bồi dưỡng cho cái tâm hồn bên trong, nâng cao thực lực, trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Nói về buông bỏ sĩ diện, có lẽ không thể không nhắc tới câu chuyện Lưu Bị ba lần mặt dày tới tìm Gia Cát Lượng. Lưu Bị vì muốn mời Gia Cát Lượng xuống núi phò trợ cho mình mà đã ba lần buông bỏ sĩ diện của một người đứng đầu, đích thân tới tìm Khổng Minh. Thậm chí ở lần thứ ba, khi nghe nói Khổng Minh đang ngủ trưa, Lưu Bị tha là đứng ngoài đợi Khổng Minh thức dậy, chứ không vào đánh thức ngay. Cuối cùng thành ý của ông cũng được đền đáp, và sau đó mới có Lưu Bị làm chủ được 1/3 thiên hạ lúc bấy giờ. Tự cổ chí kim, anh hùng hào kiệt luôn là người biết co biết duỗi, và cũng chính vì vậy mà cuối cùng cũng thành được đại sự. Một ví dụ khác, một anh nhân viên luôn bà hòa khoác lác vì sợ bị người khác coi thường. Anh ta nói phét rằng có người quen bên đường sắt, vì vậy có thể mua được những chiếc vé mà người khác không mua được. Một đồng nghiệp đã nhờ anh mua hộ 2 vé tàu. Anh đã chót đâm lao thì đành phải theo lao, đành vác chăn gối ra xếp hàng xuyên đêm đợi mua vé ở trạm xe lửa. Nhưng đen đủi làm sao, khi đến lượt anh thì vé đã hết. Anh sợ bị chê cười nên đành cắn răng rút hầu bao mua vé chợ đen với giá trên trời. Anh sợ vợ cằn nhằn nên dặn vợ đừng nói gì để giữ thể diện cho mình. Khi người kia đến lấy vé, tật xấu khó bỏ, anh lại tiếp tục khoe mua được tận 5 vé. Người kia nghe vậy thì liền nói muốn mua nốt 3 cái còn lại. Anh cũng đành ngậm ngùi đồng ý vì sợ mất mặt. Sếp biết chuyện nên cũng nhờ anh mua vé tàu cho công nhân. Dù vợ anh đã nói sự thật và từ chối thay anh, nhưng sếp vẫn một mực không tin và khen anh có bản lĩnh. Đến lúc này, anh chỉ biết ngậm trái đắng mà thôi. Nhiều người sống chết cũng phải giữ lấy sĩ diện. Vì sĩ diện, họ sẵn sàng hành hạ bản thân, thậm chí làm liên lụy đến cả người nhà. Họ được nở mày nở mặt dù trong lòng đang phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Con người nên sống vì mình và biết yêu lấy bản thân. Chúng ta đừng quá để ý xem người khác nghĩ gì về mình. Để giữ lấy thể diện, bạn quên mất cách nói không với những việc quá sức. Chẳng lẽ bạn nghĩ sẽ được người ta tôn trọng khi biết làm hài lòng họ ư? Bạn thích ôm dâm dặm bụng thì chỉ tự chuốc họa vào thân. Khi bạn biết sống cho mình, bạn sẽ phát hiện ra cuộc sống vốn dĩ không mệt mỏi đến thế. Vì vậy bạn cứ sống tốt cho cuộc sống của mình thôi là đủ rồi. Người có thể nên được việc lớn đều hiểu được rằng buông bỏ sĩ diện, bồi dưỡng tâm hồn bên trong mới là điều nên làm. Bởi lẽ con người không sống trong sĩ diện của mình hay sống trong đánh giá của người khác mà sống với thực tế và tự tài. Thứ hai, buông bỏ sự nóng giận.
Có câu tiểu nhân vô thác, quân tử thường quá. Ý muốn nói tiểu nhân thì luôn cho rằng mình không bao giờ sai. Quân tử lại thường tự suy ngẫm về những sai lầm của mình, rồi bắt đầu tìm nguyên nhân từ bản thân trước tiên. Người chỉ bới tìm nguyên nhân từ người khác, không chỉ không thể giải quyết vấn đề ổn thỏa, mà còn khiến các mối quan hệ xã giao trở nên xấu đi. Ngược lại, phàm là những người biết tìm nguyên nhân từ chính mình trước, không chỉ có thể kịp thời nhận ra thiếu sót của mình, mà đồng thời cũng là đang đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc với bản thân hơn, thúc đẩy bản thân trở nên ưu tú hơn. Có một câu chuyện như thế này. Một người cha ở công ty bị lãnh đạo phê bình, trong lòng anh rất bực tức. Tan làm về nhà, trông thấy con trai đang nhảy tưng bừng trên ghế sofa, anh ta tức giận mắng con trai một trận. Con trai bỗng dưng bị mắng thấy tủi thân, cậu bé liền giận cả chém thớt đá con mèo bên cạnh một phát. Con mèo bị dọa sợ chạy ra ngoài, vừa hay gặp phải một chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh. Người lái xe trông thấy liền nhanh chóng bẻ lái, khiến một cậu bé đang đi bên đường bị thương. Đây chính là hiệu ứng đá mèo trong tâm lý học. Nó miêu tả vòng luẩn quẩn do sự lan tỏa mà những cảm xúc tiêu cực gây ra. Người hay nóng giận có thói quen trút giận lên người khác. Họ cố gắng chuyển hướng những lỗi lầm của bản thân thông qua phương pháp này. Nhưng trên thực tế, kết quả thường là đi ngược lại. Cổ nhân từng nói, nếu hành động không đạt được kết quả như kỳ vọng, vậy thì nên tự ngẫm lại bản thân, tìm nguyên nhân từ chính mình, đừng có than trời oán người. Khi chúng ta dám đối mặt với chính mình, biết cách tự xem xét lại bản thân, sẵn sàng thay đổi nếu làm sai, chúng ta sẽ có được dũng khí vượt qua chính mình, đồng thời cũng có thể cầm lái được quỹ đạo cuộc đời, ngày một tiến gần hơn tới thành công. Thứ ba, buông bỏ sự chây ỳ. Trong bản tính của con người, ít nhiều gì cũng tồn tại sự lười biếng, thích há miệng trở sông, thích an nhàn rảnh rỗi, đây là điều hết sức bình thường. Mặc dù đó là bản tính, nhưng một người nếu muốn phát triển, nếu muốn trở nên ưu tú hơn, bắt buộc phải ép mình đi ra khỏi khu vực an toàn của chính mình. Trên thế gian này, bất cứ một chuyện vĩ đại nào cũng đều là kết quả của sự lăn lộn, của sự bận rộn, quăng quật bản thân trong sự không thoải mái, ngoài vùng an toàn. Đây chính là thực tế xã hội. Thay đổi bản thân bước ra khỏi vùng an toàn nhất định sẽ đau, sẽ vất vả, sẽ khó khăn. Nhưng cái đau tạm thời này lại vô cùng có giá trị và ý nghĩa. Cứ nhốt mình trong vùng an toàn không dám bước ra ngoài, thứ chờ đợi bạn cũng chỉ có thể là một đời tầm thường mà thôi. Phương pháp tốt nhất để ra khỏi vùng an toàn đó là dứt khoát khắc phục, bỏ đi tính ỷ tính lười. Ý tưởng có tuyệt vời tới đâu, nếu muốn thành công, bạn phải đi hành động. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành trọn những thời gian quý báu của mình để theo dõi bài viết này. Mình xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong công việc của mình. Nếu các bạn có ý kiến về bài viết, xin các bạn hãy để lại xuống phần bình luận của bài viết, và những lời khuyên của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Và đừng quên chia sẻ bài viết nếu các bạn cảm thấy bài viết này mang lại giá trị. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.